chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Lộc Hưng 68 nha. Xin chúc các bạn một ngày thành công và vui vẻ nha các bạn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp trời các bạn ơi. Thời tiết như thế này mà bỏ là uổng phí quá các bạn ơi. Mình sẽ tận dụng thời tiết này, mình xin mời các bạn đi ngắm những cái loài hoa lung linh khoe sắc dưới nắng nha các bạn. Rồi ok, mình mời các bạn cùng ngắm hoa và chiêm ngưỡng với mình nha. Rồi mình sẽ quay cận cảnh để cho các bạn xem rõ hơn nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé.